Tập 3. Kiếm thần trọng sinh tại đô thị. Có một cổ kiếm khí. Chiếc nhẫn trụ vực này có một thanh kiếm thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh kiếm này cũng không tệ, đáng tiếc là tiền kiếm lại không hoàn chỉnh. Đây là nhẫn trụ vực của gia chủ Ngô gia sao? Không biết bên trong có bảo vật gì. Tiêu thần à, tôi muốn tự tay giết Ngô Văn Lượng vì công lôn mà trả thù. Nếu như chị giết hắn thì chị cùng hắn có cái gì khác nhau? Cái này... Hơn nữa, để cho bọn họ vĩnh viễn coi như phế vật kéo dài hơi tàn. Sau đó, so với việc giết bọn họ thì tốt hơn. Trừng phạt của kẻ giết người. Lão đại yên tâm đi, tôi khẳng định là để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Người đẹp trai lắm có phải không? Xem đoạn tử tiệt tồn cước của ta đây. Chị dạy vàng à, chúng ta phải cùng đại ca học quốc thuật tật tố, sau này mới có thể đối phó được với những thứ này. Tiêu đại sư đúng là sâu không lường được. Lại một chiêu liền diệt Ngô lão quỷ. Đúng vậy đó, không nghĩ tới là trên đời này thật sự lại có tuyệt đại cao thủ như tiêu đại sư đây. Xem ra người có thời đại của các người trẻ đến rồi. Chúng ta phải nắm chắc cái thời gian này, nếu không để cho cái đám lão già kia biết bọn họ người người muốn giới thiệu cô gái cháu gái cho tiêu đại sư qua. Nhất là Mộ Dung lão đầu, đừng có hòng cướp tiêu đại sư. Các người không được phép vào Thanh Long võ quán của ta. Hai ngày sau, chỉ có một chút kiếm pháp cơ bản, bất quá thì thần pháp của chị hơi kém một chút. Nín thở ngưng thần, dồn khí đan điền, eo như là đại lồng, dùng eo thúc đan điền mở rộng. Hô hấp của chị tại sao lại rối loạn? Đại ca ca, anh đặt tay ở eo của chị dài vần, tất nhiên hô hấp phải loạn rồi. Còn nói như là hộ xối, cái gì mà eo như đại lông? Hả? Chết chà, đặt nhầm chỗ rồi. Xin lỗi, tôi chẳng qua là hướng dẫn chị luyện công thôi à. Trường buồn em sắp khai giảng rồi, đại ca ca, anh cũng cùng em với chị dài vần đến trường đi dạo một chút được không? Trường buồn em có một con đường đồ ăn vặt rất là nhiều, đặc biệt là thịt xiên siêu cay, ăn ngon vô cùng. Chúng ta đi ăn thịt xiên siêu cay có được không? Trần Bội Vũ à, cùng với Mạng Mãn đừng có đi nữa, cùng đi nữa. Được rồi, nhưng phải đợi ta xử lý một chút chuyện nhỏ đã. Lão đại à, chuyện làm xong rồi. Bộ họ còn sống không? Còn sống, nhưng sống không bằng chết. Đây là công pháp quỷ tụ có thể tu luyện. Ngươi luyện cho tốt đi. Cái này lại là công pháp quỷ tụ thất truyền hơn ngàn năm. Lão đại à, ngươi không phải là ngươi quá mạnh rồi. Tôi vừa rồi nghe nói mọi người muốn đi dạo phố, tôi muốn đi theo bên cạnh. Lão đại à, có bất kỳ chuyện gì có thể phân phó cho tôi. Nhưng mà cái bộ dạng này của người, tôi có thể biến thành sủng vật tùy lúc đi theo bên ngài. Bây giờ sủng vật rất được mấy em gái thời đại này hoan nghênh. Chuẩn bị hù lờ hấp biến hình. Cái đậu xanh lầm mía lại có thể như vậy ư? Trời đất, mình chưa bao giờ nghĩ rằng chiến quỷ lại có ngày trở thành chó. Qua đây kìa kìa, con chó này thật là đáng yêu. Đó là chó của anh sao? Đúng là người khác đưa cho. Ôi đúng là con chó đáng yêu thật, tên là gì vậy? Tiểu nhà đầu đáng ghét lại dám sờ đầu chiến quỷ đại nhân ta đây, thật quá. Nó không có tên. Tại sao lại có thể không có tên được chứ? Vậy em đặt tên cho nó nha. Mặc dù ngươi là tiểu cô nương,
có mấy phần sắc đẹp, nhưng sao có thể kẹp cái đầu của bổn tiểu quỷ? Bổn chiến quỷ ta sẽ... thế này ai chả muốn làm chó? Bổn đại gia sẽ... Nè 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 nè, ôi đừng có gãi nữa, nhột quá, đừng có gãi nữa, nhột nhột. Tiêu Thần à, tôi muốn tình giáo cậu một chút cảnh giới, tu hành quốc thuật. Tôi vọng có một ngày giống như cậu có năng lực bảo vệ người thân. Quốc thuật đầu tiên là hóa hà. Chúng ta trước kia cứ chém giết màng hoàng dạ thú, lĩnh ngộ được một loại kỳ xảo giết địch. Mới bắt đầu rèn luyện thân thể gần cốt, đã tới thân thể là một loại cường hóa. Sau đó thì tu luyện khí, cái gọi là luyện khí ra, thì thật ra cũng chỉ là có thể xem là pháp môn hô hấp. Bởi vì cổ đại dạ thú khí huyết thịnh vượng, thì người nhất định phải nắm giữ được pháp môn hô hấp mới có thể tế lực cùng dạ thú chém giết. Đó chính là quốc thuật khởi nguyện, thân thế và khí cùng phát triển. Mọi người bắt đầu chú ý tới tinh thần, thân thể, khí, tinh thần ba loại hợp nhất, thì có thể đạt tới một loại siêu thoát tiềm năng của thân thể. Lúc này sinh ra rất nhiều trường phái, võ đạo, y đạo, vu đạo, phần nhánh càng ngày càng nhiều, sinh ra vô số trường phái như sơn, y, mệnh, tướng, bói toán. Hệ thống cơ sở của quốc thuật cơ bản chị cũng đã hiểu, mà tôi nói với chị là đại lộ, cái gọi là đại lộ thì thực tế là thân sát khí, tinh thần hợp nhất. Tu luyện đến cảnh giới này là có thể siêu phàm nhập thánh, mà còn có vài người phải mượn một chút ngoại vật để thực hiện được thân sát khí, tinh hợp nhất. Ví dụ như là đào kiếm, gầy gộc, mà tôi thì đã từng dùng kiếm đạt tới cái loại cảnh giới đó. Tiêu Thần à, tôi không biết cậu là cảnh giới gì. Tôi bây giờ là đại khái là cả võ tổng. Dựa vào theo đàn cảnh giới của tù tiền thì chắc là luyện khí cảnh đi. Vậy vì sao cậu có thể một chiều bắt được gia chủ Ngô gia? Hắn hình như là đệ nhất cao thủ của giang châu này. Nếu như bàn về cảnh giới thì tôi kém hắn rất là xa, nhưng với kỹ xảo của tôi so với hắn mạnh hơn gấp ngàn, 10.000 lần. Đây cũng chính là tôi muốn nói với chị. Thật ra thì chị không cần phải tận lực theo đuổi cảnh giới. Quốc thuật là đem thần sát khí tinh thần ba loại lực lượng này phát huy đến mức tận cùng. Dù đến kỳ xảo cảnh giới không đáng nhắc tới, phàm binh cũng có thể đánh thần, dùng lá cây cũng có thể làm được. Vậy mà lá cây lại cắm thẳng vào chiếc tường, chiếc lá này là loại kỳ xảo và sức mạnh gì đây? Cho nên tôi không thể quá mơ mệt và theo đuổi tăng cảnh giới, mà phải đem căn cơ cùng kỹ xảo tu luyện đến trình độ cao nhất. Đúng là như vậy. Tôi càng ngày càng hiếu kỳ lai lịch của cậu rồi. Nhắc tới thì tôi thật không biết vì sao, không biết phải làm sao để cảm ơn cậu. À, tôi không cần chị vì cảm ơn. Con đường của chị còn đi phải rất dài. Tôi vọng chị sau này có thể tự bảo vệ mình. Con nói không cảm ơn nữa chứ, trước con sợ eo người ta. Cậu tử đi nào. À đây cả, anh còn chưa có bạn gái đúng chứ? Em thấy chị dài vàng cũng không tệ đó. Chị trẻ con thì biết cái gì, người phải học tập thật là dối. Ai nói người em là trẻ con chứ? Ở trường học nam sinh thầu theo đuổi em rất là nhiều đó. Mồ dông Tiểu Ngọc kinh khủng như vậy. Từng ngọn cây cọng cỏ cũng có thể gây ra sát thương. Cảnh giới của Tiêu đại sư rốn cuộc là cao đến bao nhiêu? Không biết. Nhưng mà cái lời cô ấy vừa nói là liên quan tới bí mật quốc thực khởi nguyện. Tôi quyết định buổi tối tôi muốn mời Tiêu đại sư đến Trần Gia để tham gia hội thuật ế. Nhà chúng ta có mấy tiểu cô nương nhan sắc tuyệt thế, con chưa từng yêu đương. Lão đầu tử à, náo tàn nhà ông. Ông lại muốn cho Tiêu đại sư mơ mệt nữ sắc mà. Ê, lão bá tử,
ông còn phải cháu gái của mình sát vụ Tiêu đại sư còn gì. Gột Phủ, tôi còn trẻ mà công lực lại thâm hậu đến như vậy, khó trách thu thập được Ngô là quỷ cũng dám cùng cái đám người của Tề gia kia. Nếu không có người ra giá 100 triệu của cái đầu của người, tôi thực sự không muốn giết một đứa trẻ tài năng như vậy đâu. Giang Châu Hậu Viện sân khấu điện ảnh, tại phố ăn vặt. Cậu Tử thật là đáng yêu, cậu cưng ơi. Tình trạng này thì các thanh niên trai tráng nên tậu về một con chó gì làm thú cưng đi. A đại ca, cậu Tử khá ái như vậy tại sao có thể không có tình chứ? Ta thật sự không biết nên gọi nó là gì. Vậy thì gọi là cậu đảng đi. Cậu đảng gì đi, cứ quyết định như vậy đi. Cậu đảng gì? Hả? Hay cái đứa trẻ ngu xuẩn, bốn quỷ tiền tôi liền ngàn năm, mà ngươi lại kêu ta là cậu đảng gì? Bốn quỷ tiền mới không cần cái tên cậu đảng gì đó. Ấy, nhọc quá, nhọc quá. Hóa ra gọi là cậu đáng nhị tức là đáng yêu. Cậu đáng nhị ngon nào. Ấu dìa yeah. Đại ca nhìn cậu kìa, cậu Tử cũng rất thích cái tình cậu đáng nhị này. Được rồi, Tiêu Thường tôi có chuyện con cậu nói chuyện một chút. Chuyện gì? Con Long Quỳ quốc vòng thần hết lòng báo quốc, tôi cũng quyết định đi lính bảo vệ quốc gia. Chị nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ kỹ rồi. Cậu không giữ tôi lại sao? Giữ chị lại tại sao? Thì cả anh đúng là trai thẳng mà không có xứng có bạn gái à? Ồ, là các người ư? Chính là người. Ngươi làm gì Giang Thiên Hào rồi? Tại sao Giang Thiên Hào lại mất tích? Cơ Ngọc Thiền, Lục Phong, cô là em gái của Mộ Dung Phi sao? Đúng vậy, cô là fan của chị ấy à? Muốn xin chữ ký thì tôi không có. Chữ ký? Tôi không cần. Nhưng vị bằng hữu này của cô có chút đặc biệt. Hình như anh ta là võ giả tu luyện quốc thuật. Mặt chó. Coi thường người lão đại há chỉ là võ giả chứ? Ngái là thần tiền à? Phi phi cũng không đúng. Tại sao lại là mặt chó chứ? Thì sao, chẳng lẽ cô cũng thích đại ca sao? Tiểu cô nương à, đừng có hiểu nhầm. Tôi chẳng qua là thấy cậu ta thành tựu quốc thôi, không chấp. Nói lên một chút lòng yêu tài, muốn nhận cậu ta đến nhà tôi làm bảo vệ. Bảo vệ? Ấy, mình không nghe nhầm chứ? Con quỷ nhỏ này cũng muốn làm chức lão đại bảo vệ? Điên rồi sao? Để đại ca tôi đi làm bảo vệ á? Đơn vậy, nhà đá xe của tôi thiếu một người tình thông quốc thuật trẻ tuổi giữa cửa. Vị bằng hữu của cô tư chất không tệ. Uầy, cô cũng quá xem thường người khác rồi đó. Đóng cửa thả cậu đáng nhì. Cậu đáng nhì lên. Để đó cho tôi. Tiểu Ngọc và cô nương được nóng giận vì tí tôi không có ý xem thường người. Dựa theo thân thủ của tiểu huynh đệ, đến nhà chị ấy làm bảo vệ, vậy thì đúng là cá nhĩ lồng mồm rồi. Sau này tiền đồ vô lượng. Nói rất đúng. Ta rất ít khi chủ động mời chào ai. Người đông cảnh muốn vào nhà ta làm bảo vệ cũng không đếm sợ đâu. Tiêu Tử à, suy tính một chút đi. Người trong cầu phụ đúng là có cái sức này. Người trong cầu phủ? Cậu làm thế nào mà thấy được tôi là người trong cầu phủ? Cỡ hoàng tán cửu, cỡ thi diện cửu công, cỡ công truyền cửu nhân, cậu nhân xây cầu phủ, cậu phủ nhận nhân hậu nhân các người. Trên người đều mang cái loại mùi của công pháp tiền hòa nguyên thủy. Vậy ngược lại là tôi có thường cầu rồi. Cậu có thể tới nhà tôi là một cung phụng cấp thấp. Cô tư chất cũng không tệ. Có thể nhìn một cái nhìn ra trên người tôi có chỗ bất phàm. Cô miễn cưỡng có tư cách theo làm thị nữ của tôi. Làm thị nữ đeo kiếm đi theo tôi đi. Thế nào? Tiểu cô nương suy tính một chút đi. Người từ trẻ có kiêu ngạo rất bình thường. Cậu nói như không muốn làm bảo vệ
Thì tôi cân nhắc tới nhà tôi làm tài xế. Ừ, đấu vào mồm rồi à? Ừ, tài xế nhà chị tôi đều là lính đặc chủng dài ngủ, đây là bình vườn chiến thần. Tiêu thần à, đúng không? Đây chính là cơ hội lớn rồi đó. Cố phủ các người thật đúng là thích tự mình đa tình. Nếu như vậy đi, nếu như cô tới làm thị nữ đeo kiếm của tôi, tôi nguyện ý nói cho cô biết một bí mật của con rồng trên tiền hoàng kia. Cái gì? Cậu tại sao lại biết trời nguyên thủy tiền hoàng có con rồng? Côn Lôn Sơn là nơi đặt thiên trụ của cơ tiền giới. Nhân dạng kiếp trước mình phi thằng mới hiểu được bí mật này. Đời này có cơ hội nhất định phải đến Côn Lôn Sơn xem một chút. Có lẽ nhân gian mấy ngàn năm không có thánh nhân, cùng Côn Lôn Sơn có quan hệ. Không thể trả lời. Cậu tên là gì? Kiếm tù Tiêu Thần, Tiêu Bất Đậu. Tôi nhớ mặt cậu rồi, Tiêu Tử. Lục phòng chúng ta đi. Ừ, chị à, tại sao chúng ta phải đi? Thôi bớt nói nhảm đi, đi. Rõ ràng tuổi cùng đại ca cũng không khác lắm. Con gọi đại ca là Tiêu Tử, làm như mình là chị đại vậy. Không, cô ta là thành viên gia tộc nồng cốt trong cậu phủ. Vừa rồi ta cảm thấy xung quanh người mười mấy đạo hình như có khí tức của tổng sự. Chắc là bảo vệ cô ta. Hơn nữa, người đàn bà này thực lực bản thân cũng không yếu. Cô ta ít nhất cũng là trúc cơ cảnh. Cái gì? Trúc cơ cảnh trẻ tuổi như vậy sao? Năm đó chính vị võ đế của cầu phủ dùng võ lập quốc đến Hà Vạn Dặm Giang Sơn đồng cảnh. Nỗi tình sâu không thể nào lường được. Còn quản nó nữa đi, chúng ta đi ăn chiên cây. Người này có lối lịch không đơn giản. Ừ? Chị, sao chứ? Trên người tên Tiêu Bắt Đậu này, một hơi gọi ra nguyên thủy tiền hoàng không nói, hắn còn biết con rồng trên nguyên thủy tiền hoàng kia có bí mật gì. Năm đó, chính quan diện chiến công, mà chiến công truyền chín người, cũng chính là khởi nguyên của cổ phủ đông cạnh chúng ta. Nhưng mà lại có rất ít người biết đến chính cái quan tài kia. Hậu nhân cổ phủ chúng ta dùng thời gian ngàn năm muốn mở ra chính cái miệng nguyên thủy tiên quan này, nhưng cũng không thể nào thành công. Chỉ có thể căn cứ trên quan tài ghi lại công pháp tu luyện mà thôi. Nhưng các lão tổ tông lại nghiên cứu mấy ngàn năm cũng không có thu hoạch. Bọn họ phát hiện muốn mở ra nguyên thủy tiền hoàng kia thì phải nghĩ biện pháp làm sống lại con rồng ở trên tiền hoàng đấy. Chị à, chị đừng có làm đùa, ra đùa chứ. Có đời này thật sự có rồng chứ? À, em không hiểu, không phải trên đời này không có rồng, mà là bây giờ trên thiên địa không thích hợp để rồng sinh sống. Thời kỳ viễn cổ thì linh khí trong trời đất nhiều giống như oxy vậy, mà rồng là dựa vào linh khí để tồn tại. Có thể trên cái thế giới này có chỗ nào linh khí vẫn như viễn cổ vậy, nhưng chỗ đó sẽ tồn tại rồng đó. Được lắm, không nói những thứ này nữa, ta phải đi ăn xiên cây xiên nóng. Trưởng nữ của cậu phủ Cơ Ngọc Thiền à? Cơ Ngọc Thiền lại muốn thu cái tên tiểu thần này là bảo vệ. Tôi đối với hắn hứng thú càng lớn rồi đó. Nè, con cũng đừng có làm hỏng đại sự của chủ nhân. Chủ nhân ở dàn chậu bố trí nhiều năm như vậy, để cho Ngô gia bên ngoài giúp hắn hút bạc. Thành Long đà chủ, Thành Long bà. Chính là vì tranh đoạt vị trí châu phủ cầu phủ. Ai biết được cái tên tiêu thần kia là giết gia chủ Ngô gia, lại còn đắc tội với tề gia của dàn gia. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, để tế gia cùng với dàn gia cùng công đầu quân cho chủ nhân. Tiêu thần này căn bản không biết mình chọc phải thế lực gì rồi. Chủ nhân là em trai Cơ Ngọc Thiền. Ông nói tôi nếu như giết ả Cơ Ngọc Thiền kìa, thì chủ nhân há chẳng phải là trực tiếp thu được quyền kế thừa của cầu phủ sao? Ăn nói lung tung, Cơ Ngọc Thiền cũng không được giết.
Nhà tới thì ông là Ngô Gia, năm vua ở thành Long Bàn. Ngô Gia gia chủ và Ngô Văn Lượng đều bị Tiêu Thần giết. Ông tại sao không tự mình ra tay đối phó với Tiêu Thần kia? Thân phận của tôi còn chưa bại lộ. Mộ Dung Hải già rồi. Mộ Dung đang thì không muốn quản chuyện của thành Long Bàn. Mộ Dung Tiêu Ngọc cùng với chị của cô ta đều là Bạch Đạo. Nhưng mà bây giờ thành Long Bàn phần lớn công việc đều là trong tay tôi. Chờ tôi trở thành bàn chủ thành Long Bàn thì toàn bộ thế lực Giang Châu cũng đều thuộc về chủ nhân. Đến lúc đó thì ra là như vậy. Lần này tôi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi, đến Tiêu Thần cùng Cơ Ngọc Thiện giải quyết hết, cho chủ nhân một phần đại lễ. Hóa trang thật là thú vị. Chính là nhà hàng này rồi, mùi vị siêu cấp. Lại cho bốn đại gia đeo cái khăn trùm đầu này, tất là đáng hận, đáng giận cái đứa trẻ này. Nhân viên phục vụ: xin chào, xin hỏi mọi người đi bao nhiêu người ạ? Cậu cậu thật là đáng yêu. Cho chúng tôi có khu dành cho thú nuôi, có thể đem cậu cậu để đó chơi. À được rồi, cậu đang nhị tạm biệt nhé, nghe lời. Cậu phải nghe lời đó nha. Cô là... Ồ, thế giỏi tôi sao? Tôi cũng biết cậu sẽ hối hận mà. Tôn bố đông cảnh không có ai có thể tự tuyệt lời cái lời mời của cậu phủ chúng tôi. À xin lỗi, tôi đối với cái lời mời của cậu phủ các cô không có một chút hứng thú. Cô đừng có hiểu lầm, tôi cũng không có theo dõi cô. Có rất nhiều người vội giả có tên tuổi, đã từng có một người vậy muốn đến nhà tôi làm bảo vệ mà tự biên tự diễn lập anh hùng của mình nhận đó. Cái lỗi giống như các người đây cố ý theo dõi làm bộ vô tình gặp, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nói đi, con muốn là gì? Đại ca, bây giờ em bỗng nhiên thấy người của cậu phủ thật là đáng ghét, khó trách. Chị nói ghét nhất chính là những công tử nhà giàu có của cậu phủ kia. Tiêu Ngọc à, chị em là đỉnh đỉnh lưu của ngành giải trí, bị quý công tử của cậu phủ quấy rầy là rất bình thường. Ngay cả trường chúng ta cũng có người bị quý công tử của cậu phủ. Hắn thích nhất là đùa giỡn tình cảm của phụ nữ xinh đẹp. Rất nhiều hồ khôi cô viện đều bị hắn. Nếu để cho những người khác biết thân phận của biểu tỷ tôi thì tiệm cơm này có thể là phải đóng cửa. Chỉ cho mấy người chúng ta ăn cơm thôi. Người bình thường nó bó đến gần tỷ tôi cũng không được. Cho nên đừng có nóng giận. Thật ra thì biểu tỷ tôi là người tốt nhất trong cái thế hệ trẻ của cậu phủ. Nếu là những người khác thì mọi người sợ rằng lập tức nàng đổi cái nhìn với chị ấy rồi. Tôi nghe nói qua con trai của Châu Trường Giang Châu cũng chính là em trai của Cơ Ngọc Thiền. Tên Cơ Ngọc Tường đó không chịu ác nào không làm, ở Giang Châu nổi danh phá của xe sàn du thuyền phi cơ, hắn cái gì cũng chơi. Xem ra khi con bé là nghe nói công tử cầu phủ có cuộc sống hỗn loạn có thể đều là thật rồi. Em nhất định phải cùng đại ca học thuật quốc thật tốt để đánh cho những cơ tình cặn bã kia. Ồ, nói như vậy thì chúng ta ăn cơm đi. Tiêu Thần à, nghe nói Diệp Tiêu Hoàng cũng bị hắn. Cô nói không sai, em trai tôi đúng là người như vậy. Nó làm rất nhiều chuyện xấu, hơn nữa cũng có không chỉ là thích chơi đùa giỡn với phái nữ, đàn ông thì cũng không thà. Tôi cũng nói mặc dù là chị em ruột nhưng tôi không thể không nói là tôi ghét nó. Cô tu luyện hẳn là trên người trên nguyên thủy tiền già, cơ gia học được cửu âm truyền huyền công. Môn công pháp này có một vấn đề rất lớn là sơ kỳ không có gì, tu luyện đến luyện khí kỳ, ngày 15 hàng tháng thì tay chân sẽ lạnh buốt, cả người vô lực. Cảnh giới thì càng sâu triệu chứng càng mạnh. Tôi có thể chỉ điểm cho cô một chút. Cô đến tục cùng là cái gì? Tại sao lại biết bí mật của gia tộc của cậu phủ chúng tôi? Cô không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nhắc tới thì tôi cũng cầu cậu phủ của cô cái chút sâu xa.
không phải quan hệ quá xa. Cùng lộn xộn chính nguyên thủy tiền hoàng, vốn chính là vật của tiền giới năm đó. Từ tiền giới rơi vào cùng lộn xộn 5.000 năm trước, chính vì thi tổ của cầu phủ mỗi người lấy một nguyên thủy tiền hoàng, hợp tiên pháp phát bình trên mới trở thành cầu phủ, cũng mới có đồng cảnh. Cũng là cái từ đó mà linh khí thiên địa dần dần mỏng mạnh, võ giả tu luyện quốc thuộc đời này không mà đời trước. Bây giờ thì luyện khí cảnh cũng coi như là tiểu thế cao thủ. Trước kia, thời đại tu sĩ viễn cổ của loài người có thể bay lên trên trời chui xuống đất, có thể phi thăng tiền giới. Chẳng lẽ cầu phủ chính nguyên thủy tiền hoàng này vốn là có tác dụng dùng để tụ tập linh khí? Xem ra, nguyên thủy tiền hoàng của cầu phủ có dính líu tới bí mật viễn cổ, tiết địa thiền thông này. Mình phải cùng cô ta đi sâu vào trao đổi một chút. Người trẻ tuổi thần bí này là biết bí mật của cầu phủ chúng ta. Đây chính là chuyện mà chỉ có thành viên nồng cốt của gia tộc mới biết được. Hắn là ai? Không được, mình phải... Này, Ngọc Thiên Tỷ à, con cá đại ca nữa. Hai người không phải là vừa ý đối phương rồi đã chứ? À, đều có được con này nhảm. Không có, tại sao? Ta có thể vừa ý hắn ư? Hai nhân loại ngu xuẩn là đem bốn đại gia đặt vào cái chuồng chó. Bốn đại gia là quỷ tiên. Bốn đại gia phải đem cấu tử đi xì nạc hết. Ý? Cái gì đây? Hai cái con chó kia chỉ có mấy phần sắc đẹp. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là do bốn đại gia vừa ý với nó ư? Bốn đại gia sẽ không thích. Bản năng của chó đã trỗi dậy. Ây da, con chó kêu là cậu đang nhì này đáng yêu quá. Giang Châu Phủ thật là giỏi. Chú Nhân ăn trái cây đi. Chú Nhân à, ba tên phế vật kia tới rồi. Cơ phủ Giang Châu, cơ phủ Cơ Thiên Tường, Giang Thiên Hào, Tờ Chiến Ngô Văn Lượng. Vì có bà tìm phép vật các người mà ta đã hao tổn rất là lớn. Từ bảo khố của cơ phủ chúng ta đã lấy ra 3 viên hắc ngọc thạch đoán mạch đang ra đây. 3 viên hắc ngọc hắc mạch đan này là luyện đan sư mấy trăm năm trước luyện chế ra, bây giờ không còn liền đàn sư, được coi như là độc phẩm, bảo vật vô giá. Mà đan dược này là vừa vặn có thể trị hết thường thế ở trên người các người, để cho các ngươi lần nữa làm người. Ba người có biết đại thiếu gia đối với các người ân tình nghĩa nặng bao nhiêu chưa? Cảm tạ ơn tái tạo của đại thiếu gia. Giang Thiên Hào, tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Chúng tôi Ngô gia cùng Tế gia nguyện ý vì đại thiếu gia mà dâng hiến tất cả do tài sản của ba người, cũng chỉ là có mấy tỷ sách giày cho đại thiếu gia cũng không xứng. Đại thiếu gia tôi nguyện ý, ta nguyện ý làm nam nô cho đại thiếu gia. Nam nô của đại thiếu gia, quốc tử ít nhất đều phải tu luyện tới cảnh giới tổng sư. Hơn nữa hình tượng khí chất đều phải đạt tới đỉnh của nam mô tiêu chuẩn. Ba người đi phục vụ cho chó của đại thiếu gia miễn cưỡng là đủ tư cách. Ta rất thích cái loại mà biểu cảm không cam lòng này của người. Từng cái suy nghĩ không muốn khuất phục với ta, nhưng lại không thể không khuất phục ta. Đại thiếu gia, gia chủ Ngô gia chúng tôi đã từng là cung phụng của cậu phủ, còn xin ngài cho một con đường sống. Lão Ngô năm đó chính là đội trưởng đội an ninh của cậu phủ, những năm này cũng gửi cho ngài không ít tiền, ngài xem. Lão Ngô năm đó quỳ ngoài cửa nhà chúng ta một ngày một đêm, ta mới đồng ý nhận hắn.
để cho hắn là môn hạ của ta, là một con chó giúp Ngô Văn Lượng, giúp ta ở Giàng Châu kiếm tiền. Mà Ngô Văn Lượng người lại là người nhà của lão Ngô. Đi đi, thay quần áo chạy nam nô, phục vụ ta một tháng sau, ta cho ngươi một việc làm xong. Vinh hòa phú quý, cái gì cần thì có cái đó. Tạ đại thiếu gia. Còn hai người nữa, đi phục vụ chó của ta đi. Trước thì đến lúc đó ta tự nhiên chỉ, các người sẽ có chỗ dùng. Hả? Mình đường đường là con trai trưởng của Giàng già, tài sản cũng là mấy trăm triệu, lại đưa mình đi cho chó ăn. Tờ chiến tà nhân vật mất mũi ở Giàng Châu, cơ thiên thiên tượng này lại. Hai người có biết bây giờ cho chó ăn là thị, là Trấn Hải thị con trai của thị trưởng Giàng Châu, mấy năm nó phục vụ đại thiếu gia, có con trai trưởng của chủ tịch ngân hàng Giàng Châu, con trai trưởng của tổng giám đốc sân bay Giàng Châu, người người thân phận cao quý hơn so với người nhiều. Giàng Châu này chính là cựu phủ Giàng Châu, cơ phủ chấp chính hoàng trong cùi Giàng Châu mấy ngàn năm, nội tình không phải là các người có thể đoán. Bây giờ cựu phủ lão phủ chủ thân thể thì không tốt, người kế thừa vị chủ phủ này sẽ là trưởng nữ của Cơ Ngọc Thiền, cũng là đại thiếu gia. Cơ Ngọc Thiền sớm muộn gì cũng sẽ gả đi, đến khi đó đừng có tưởng rằng cái người khuất ở bên cửa là có thể đứng xếp hàng vốn vào làm trâu làm ngựa cho đại thiếu gia cũng đếm không xuể. Các ngươi phải quý trọng thiếu gia, cho các ngươi giàu sàng phú quý. Đây là con chó mà đại thiếu gia thích nhất, các ngươi sau này sẽ là nô lệ phục vụ cho con chó này. Nhớ, con chó này mới là chủ nhân của các ngươi. Chó của đại thiếu gia, chó thân phận mà còn tôn quý hơn các ngươi. Nó đối thì các ngươi phải phục vụ nó ăn cơm, nó chưa ngủ thì các ngươi không được phép ngủ. Nếu như nó đi đợi tiện đi tiểu thì các ngươi phải lập tức thu dọn. Nếu như nó không vui, các người và gia tộc của các người cùng nhau sống đời. Tin ta đi, thủ đoạn của đại thiếu gia so với tiểu quỷ kia gấp tan nhấn gấp mười mấy lần. Đại thiếu gia, chắc cậu cơ hội cũng không mau tiếp nhận đi. Chủ nhân, giống như chó mà bò quá vậy. Dần à, đại thiếu gia, cái đó tôi quen với Lục Phòng, tôi cũng quen chị của ngài Cơ Ngọc Thiền, ngài có thể cho tôi một cái cơ hội không để cho tôi làm nam nô của ngài? Không được. Chị à, tiện nữ đó cũng không phải là chị ta. Ngô Văn Lượng đi đem rồi chó tới đây cho ta. Không được. Thế là quýnh thừa sống chiếu chết. Chuyện tiến triển thế nào rồi? Đại thiếu gia, tôi đã căn bản là nắm được giữ thành lòng bàn thế lực tại Giang Thành, Giang Long Bang 80% ở Giang Châu. Đã bị tôi nắm gọn ở trong tay, rất nhanh tôi sẽ liền an bài Mộ Dung Tiểu Ngọc xuất ngoại du học. Đến lúc đó thì Mộ Dung đang sẽ đem toàn bộ quyền hành của thành Long Bang giao lại cho tôi. Rất tốt, như vậy thì thế lực hắc bạch lưỡng đạo ta nắm chắc gần một nửa rồi. Vị trí chủ phủ này bắt buộc ta phải làm. Không hổ là người mà Mộ Dung Hải tự mình ban cho một cái tên thành Long, không phụ lòng ta đào tạo, so với lão Ngô phế vật kia hữu dụng hơn nhiều. Cái tên tiêu thần đó lợi hại lắm sao? Đại thiếu gia, hắn so với tông sư mạnh hơn rất nhiều. Tôi nghi ngờ là từ tiền một ẩn cư ở trên cùng lột sườn ra ngoài. Theo Mộ Dung Đàn tiết lộ, Mộ Dung Hải nói tiêu thần đến từ Cổ Thần Điện. Cổ Thần Điện? Cổ Thần Điện thì như thế nào? Trước mà cơ phủ chúng ta cũng đang nhắc đến, gần đi lão già thân thể không tốt, chúng ta phải nắm chắc thời gian này. Nói cho nữ sở thủ kia, ta rất quan tâm tới tiêu thần kia. Cái loại nam nô này thực lực rất mạnh, nội tâm bất khuất, cảm thấy rất hưởng thú. Ông hiểu không? À vâng, đại thiếu gia, tôi sẽ sắp xếp cho tốt. Ôi cay quá, nhưng mà rất là ghiền. Quá ngon. Cổ phủ cũng có đồ bớp làm chiên cay, nhưng mùi vị lại không tốt bằng nơi này. À đúng rồi, tiêu thần à, cậu làm thế nào?
thấy được công pháp cửa già chúng tôi có ẩn họa. Bởi vì tôi trước kia thấy qua cơ già cào nhân. Đợi tìm một chỗ yên tĩnh thì tôi sẽ chỉ điểm cho cô, cấu âm huyền công cho cô. Mình cũng không thể nói, mình là ở kiếm tiền gặp phải người của cơ phủ phi thần. Qua đại ca rất là lợi hại. Cô không phải là ngồi né hết, tránh coi mắt mà. Tôi nhìn chị tìm đại ca là bằng trai đi, anh ấy tuyệt đối xứng với chị. Nhưng mà đại ca ưu tú như vậy, có thể không nhất định bị nhìn trúng chị đâu. Như vậy, nói Giang Thiên Hào bọn họ bị người, các người phế. Nhưng bọn họ tại sao lại mất tích? Bọn cô nương có thể vừa ý hắn sao chứ? Thiên Hào thật ra là người tốt, chỉ là trên đường hào thắng và lòng thắng bại có mạnh chút, còn có cả chút tham luyến sắc đẹp. Sợ rằng chuyện không đơn giản như vậy. Tôi nhớ là không nhầm thì Ngô Bá, Bá đã từng là đội trưởng an ninh phụ trách an toàn cho em trai tôi, cũng chính là cung phụng của cầu phủ Ngô gia bọn họ, còn là người làm ăn giúp cho Cơ Thiên Tượng em trai tôi hút bạc. Ồ, nói như vậy thì bọn họ mất tích không có tới tìm Phượng Phất, là vì bọn họ bị em trai cô cứu đi. Hơn phân nữa là như vậy. Tiêu Thuận à, cậu đang rất là nguy hiểm. Em trai tôi là đứa lòng dạ ác độc, thậm chí nói là người tâm địa biến thái. Từ nhỏ thì nó muốn cái gì thì nhất định phải lấy được. Hơn nữa, nó rất thích hành hạ người khác, tàn phá thân thể người khác. Tôi lo lắng nó sẽ đưa mắt tới cậu. Ồ, sát nhân trụ tâm à, tôi thích. Tôi cũng thích, nhưng mà tôi kiếm tù, chỉ biết tiến về phía trước. Khi đó Tiêu Thuận à, cậu phải cẩn thận đó. Cơ Thiên Tượng này thật sự là một tên biến thái. Hắn đã từng thích ngược đãi qua hết mấy hôi khôi của trường học. Ồ, cái này là thật. Còn có một số sinh viên điện ảnh nổi tiếng đều là họ khôi bị hắn tra tấn đến phát điện. Có người thì tự sát, cuối cùng thì trường học bồi thường, gian sớp ổn thỏa. Họ trách chị em bảo em tránh người cậu phủ sao một chút. Cậu phủ các người lại có thể chúa chấp để thứ người như vậy tồn tại sao?